Từ tất cả các anh, hôm nay là múa diều có bắt thợ. Em là một nghệ sĩ múa rối nhưng mà có niềm đam mê chèo nhất định, nên là hôm nay em muốn dành tặng cho tất cả những người anh, người bạn, khán giả thân thương một lần đẹp điệu chèo duyên phận phải chiều. Thưa quý vị, chèo cổ. Nghệ sĩ Tú Quý Quốc thì nói thì thôi, nhưng mà tôi biết rằng cha nghệ sĩ Tú Quý Quốc cũng làm cái chèo nổi tiếng đó. Thôi chúng ta cùng bắt đầu nhỉ, xin mời chú Quý Quốc. Có gì thì quý vị lượng thứ nhé. Chèo mà làm sao mà bạn hát chèo để ngọt thế? Một cái gì dối. Đó là niềm đam mê của em, mà cái quan trọng là em yêu soạn giả Mai Văn Lạng từ ngày em học lớp 9. Đã xong. Xin tốt chào cả nhà. Yêu Mai Văn Lạng là ok. Cả nhà vô tư vui vẻ nhá. Một fan và một người nghệ sĩ ưu tú nhưng mà lại rất quý. Người em đồng hương. Đấy. Mà yêu anh Lạng cách đây 27 năm về trước rồi, chứ không phải bây giờ. Cả nhà lần ơi, đầu tiên được gặp anh Lạng
trong một cái bữa nhậu nho nhỏ nhưng rất vui, rất tình cảm, tình anh em, tình đồng nghiệp. Cả nhà ơi, vui không? Mong là rất vui, xin cảm ơn cả nhà. Chúng ta cùng chào hai nghệ sĩ nào, nghệ sĩ Thế Hoan và nghệ sĩ Thục Quý Quốc. Xin chào.